Hiện trường bên trong căn nhà cháy làm 8 người chết. Hỏa hoạn làm nhiều đồ đạc bên trong căn nhà tại hẻm Lạc Long Quân, thành phố Hồ Chí Minh bị thiêu rụi, 8 người không kịp chạy ra ngoài đã thiệt mạng. Vụ hỏa hoạn xảy ra gần 17 giờ cùng ngày, bên trong căn nhà nằm trong hẻm 47 58, đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11. Đến hơn 18 giờ, lực lượng cảnh sát chữa cháy đã dập tắt đám cháy, kịp thời cứu được một người nhà bên cạnh, ngăn chặn không để đám cháy lan sang các nhà dân xung quanh. Vụ hỏa hoạn sau đó khiến 8 người bị chết ngạt gồm chị Nguyễn Thị Lê Thanh, 44 tuổi, là chủ nhà, ông Hồ Đình Thắng, 43 tuổi, em rể chị Thanh, các con chị Thanh là cháu Lê Kim Tuyến, 18 tuổi, cháu Lê Ngân Tuyến, 13 tuổi, cháu Lê Tân Tuyến, 9 tuổi, cháu Hồ Đình Nam, 9 tuổi, còn ông Thắng, cháu Nguyễn Tấn Đạt, 15 tuổi, là cháu đến nhà chị Thanh chơi, và một người phụ nữ chưa rõ danh tính. Theo cảnh sát, căn nhà bị cháy có diện tích khoảng 126 mét vuông, gồm một tầng trệt, hai tầng lầu.